Việc quan trọng của tớ là... Ủa mắc gì e thẹn vậy? Là cậu xinh quá, tớ tặng cậu này. Là cậu xinh quá, tớ tặng cậu này. Đây đây. Cảm ơn nhá. Không biết là ai nhưng mà tốt quá. Cảm ơn. Để mình ha 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 ha. Hai bạn bạn này là ai à? Sao nhìn lớp mình hôm nay có hai bạn nữ xinh thế này ta? Trời ơi, hàng nhóc kia nó không quan tâm luôn hết. Trời ơi, mang sữa lên tặng bạn. À, mình xin được cử bộ mặt của lớp. Ngoại giao. Ngoại giao của lớp nên nói chuyện bạn nhỉ? Lên nói chuyện với các bạn trước. Nhưng mà các bạn thấy điều gì đặc biệt không? Bạn Vũ Thịnh thử què mà nhìn thấy gái cái là đứng luôn. Bạn Vũ Thịnh thử què mà nhìn thấy gái cái là đứng luôn. Bình thường ngồi không à bạn. Mình nói là bình thường ngồi không. Đúng rồi. Đứng đằng bạn đứng thấy luôn. Bạn thấy là hôm nay ngủ đây đáng chưa? Đáng. Hùng, bây giờ xin phép bạn cử Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lên phát biểu. Lên đi bạn Hùng ơi. Lên chào hai bạn mới đi. Xin giới thiệu với hai bạn, đây là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khuôn mặt đại diện bộ mặt của lớp mình. Trước khi mình bắt tay với con gái mình phải làm gì? Phải rửa tay. Mình phải liếm tay. Mình phải chùi tay. Nhưng mà bạn ơi, cái chỗ đây của bạn chưa chắc nó sạch đâu. Ôi. Ok, mình xin phép là mình... Không, các bạn không cần làm điều đấy. Tại mình thấy bạn cũng chùi nên... Không, mình chùi tay mình bị... Tay bạn bị phong thấp cho nên bạn chùi mà. Công nhận đấy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khác từng hành động tinh tế luôn. Wow. Bắt tay con gái, đúng một rồi. Tay khác sờ vào tim để cảm nhận xem là nhịp đập. Quá xuất sắc luôn thật sự. Thôi các bạn để cho hai bạn giới thiệu đi, được không? Ok. Hôm nay ghê quá nhở, hôm nay. Ghê đấy. Thật ra thì tụi mình vào đây, tụi mình tính diễn nét ngầu cơ mà vô mấy bạn không quan tâm đến tụi mình nên tụi mình mất ngầu rồi. Ngầu mà, ngầu. Vẫn đang ngầu. Hồi nãy mình kéo cửa đó, mình bày nè, mình vào mà các bạn không để ý. Mà các bạn không để ý. Ngầu không, mình thấy ngầu lúc nãy rồi mà mình chưa nói. Thật ra? Ngầu không? Chắc chắn là ngầu. Ngầu lắm luôn á. Ngầu, các bạn làm gì cũng ngầu. Lúc mình bước vào, mình bước chân nào vào trước? Chân phải. Đúng chưa? Chân phải chắc chắn luôn. Mình không nhớ. Bạn hỏi bạn bước chân nào vào rất là khó luôn, biết sao không? Từ lúc bạn bước vào, bọn mình đều bị tập trung trí vào cái gương mặt của cả hai bạn. Làm sao tôi nhìn xuống chân được? Oh my god. Hồi ơi. Còn mình thì không. Ủa, mình thấy bạn đứng lên đầu tiên luôn á. Chứ không, của bạn nghe nó sai lắm. Mình là cái tư cách là chào đón các bạn mới vào lớp thôi. Còn ánh mắt của mình lúc nào cũng hướng tới bạn này. Nãy mình thấy bạn đứng như vậy luôn nè. Bạn mới liếc mình xong luôn á. Bạn Thịnh ơi, bạn đừng có nói nữa. Bạn chào. Đứng như vậy nè Thịnh. Bạn không có tôn trọng cái bộ mặt ngoại giao. Nghe lớp trưởng. Chào đón bạn mới là nhiệm vụ của cán bộ lớp. Và với tư cách là một người lớp trưởng. Ai đi đâu ấy? Ôi rồi, đi về. Thấy chưa? Chưa. Mình thấy nội bộ có vẻ không ổn. Tụi mình không khác quá chơi. Bù trầu sữa, cầm đi bạn, cầm bù trầu sữa. Tặng bạn hộp sữa, lấy mày. Lâu lắm rồi, lớp mình mới có hai bạn. Đúng rồi. Nên là hơi nhốn nháo một tí. Chào cậu, tớ là Lê Đức, tớ là lớp trưởng của lớp này. Nhiệm vụ chào đón thành viên mới là đáng lẽ ra ban cán sự lớp. Mà cậu biết gì không? Tớ là lớp trưởng ấy. Việc quan trọng của tớ là... Ủa mắc gì e thẹn vậy? Là cậu xinh quá, tớ tặng cậu này.
là cậu xinh quá, tôi tặng cậu này. Ủa sao tự nhiên ngại vậy? Ngại quá. Ê, nhưng mà cậu biết gì không? Đây là sữa lớp. Hạn sử dụng là ngày 14 tháng 2. Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân nên là thử tặng. Hạn sử dụng là 14 tháng 2. Mà bây giờ tháng 4. Ngày sản xuất. Xin lỗi mọi người, đây là ngày sản xuất. Ngày sản xuất 14 tháng 2. Đó, nói đến hợp lý. Đấy. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình bắt đầu đi bạn. Đây. 1 2 3 4 5 Ok, đi. Ngại, chết. Lệch hướng rồi, xéo qua bên trái. Từ từ, mọi thứ nó vẫn chưa sắp đặt đầy đủ, cẩn thận. Đấy, đúng rồi, nhảy bên này. Không tin. Tảng la. Đi lên trước, nhảy lên. Ngày lễ ưa lỏng cái luôn. Thầy báo rồi. Ok. Các đầu chí này đâu. Cao này chắc nhảy cho một giây là xong. Đúng rồi. Yeah. Ủa, trai rồi, còn một trai nữa. Hay quá bạn ơi. Ở trai nữa. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi, xuất sắc rồi. Yeah. Anh mất rồi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Bình tĩnh thôi. Qua mất Phú Thịnh ơi, qua mất. Cảnh đi. Quay mất rồi. Đấy, bình tĩnh thôi. Bắt đầu chỉ ra cho, đứng rồi. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ đây vô. Đứng rồi. Trời ơi, nhăn nước miếng vô mặt anh luôn rồi. Bốn, được chưa? Gần được chưa? Chưa, đây đi. Đây, chưa. Đây, cần cái chảy áo bằng tay. Giống nước miếng của em quá vậy. Ok. Cầm tay nhá. Ok. Cầm tay nhá. Ok. Ê, gì với tội phạm này. Trời ơi, ghê quá. Chưa. Bình tĩnh thôi. Trời ơi. Cô đi ơi, chỉnh lại cái bước đi cô đi. Nước miếng chảy tùm lum gớm quá. Được. Mình lại được coi. Yeah. Mình làm cái gì cũng đừng có chạy nước miếng ra nữa. Cái đi đứng rồi. Cái. Có sao không? Cái. Thôi đừng cản nó nữa, cho nó chết luôn đi. Lấy đà, lấy tay lấy cái đà đi. Có giống con điên không? Con có giống con điên không? Cái. Cái đứng rồi. Cái. Cái thằng trái. Tiến lên. Trời ơi, sao lại. Ở trai đó. Đây đây. Cảm ơn nhá. Không biết là ai nhưng mà tốt quá. Cảm ơn. Đứng rồi. Dậy đi. Cao lên. Ê, hai đứa bạn chung với nhau hả? Hai đứa đúng bạn chung luôn á. Cú đánh đầu đỉnh cao. Hướng dẫn đi Kim Minty. Chưa. Cao đứa.
Đứng sát vào đi lên thôi, đứng đầu bé lên thôi, đứng sát vào rồi, sát vào nữa, sát vào nữa, sát vào nữa. Rồi lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, đúng rồi, khuấy vòng tròn cái tay lên, khuấy vòng tròn cái tay, khuấy vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, đúng rồi, vòng tròn, đúng rồi. Sao mày thua mày bạn ơi, anh thua rồi đó, anh thua, trời ơi, trời ơi, con trai gì đâu mà giỏi quá vậy, con trộn nữa ra ngoài hết rồi bạn ơi. Oh no. Ê, cái gì em cũng vung vãi thấy ghê quá, làm cái gì mà bắn ra ngoài hết rồi, ghê thiệt luôn á. Lâu vậy vậy quá hả? Đúng rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Đó, đừng có bắn ngoài nữa. Từ từ thôi. À, tình này là... Bùa ra! Bùa ra! Đừng có cho ra ngoài nữa. Cho vào trong đi. Cho em một lần thôi. Cho đừng cho ra ngoài nữa. Đi em đi. Lại em đi. Thôi. Được chưa? Chưa. Chưa. Chưa, chưa, tí nữa. Chưa, chưa, tí nữa. Ông quay rồi. Tí nữa, tí nữa, tí nữa. Cái con này nhiều nước miếng tùm lum nữa. Được chưa? Nghe ra. Nghe ra. Đổi tay đi. Chưa đâu bạn không. Ơi. Còn người ta chỉ chung thủy một tay thôi. Cứ đi. Sợ. Rồi. Kinh khủng à. Được rồi, được rồi, được rồi. Chưa, đổ lên đấy, đổ. Một. Hai. Hai. Ướt. Năm. Ba. Năm. Còn cái gì nữa không mà đổ ra ngoài? Ôi ôi. Oh no. Ôi ôi. Cái gì tung luôn vậy? Mày đổ ra ngoài hết trơn. Còn đây nha. Đổ ra ngoài hết trơn rồi. Sao tình lộn. Mấy con lượng, mấy con lượng. Ba con đi. Đấy, đứng lên, đứng lên. Đây, ok. Rồi, ok. Wow. Wow. Ba từ đúng không? À. Cưới con ngựa. Cưới con ngựa. Nhất quỷ nhì ma từ ba học trò. No. Ba từ là xe đạp chổng ngược. What? Xe đạp chổng ngược. Oh no. Bốn từ là bàn. Ba từ. Cái này biết, cái này tôi biết rồi. Cái này tôi biết rồi. Chân con ngựa. Bị cắm sừng. Chân con trâu. À. Bắc cày. Hành động gì đấy? Chú tuần lộc, xe tuần lộc, xe tuần lộc, xe tuần lộc. Đợi kia xe tuần lộc đúng rồi. Yeah. 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 Ê, ê, có ai ông tuần lộc, à, chùa cưới tuần lộc mà Minty nhảy ra nè. Ông già Noel. Sao ta, sao ta? Cái gì kìa? Cái gì đó? Hai, ba, bỏ đi! Một, hai, ba! Cái gì vậy? Hai bà báo? Hai từ đây, cái gì đó? À! Wow! Câu trượt! Ôi kìa, còn chưa nhìn được cái gì? Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Chưa nhìn được. Em mới nhìn thấy Vũ Thịnh thôi. Vòng qua một cái là thấy mọi người đoán xong được rồi. Chưa nhìn được một cái gì luôn. Xe mô tô, à dễ mà. Trèo lên thôi. Cái đó là cái gì cơ, cầu trượt hả? Cái đó là cố cầu lên. Trượt. Vòng này mình càng lấy nhiều điểm càng tốt. Ngồi lên, ngồi lên lưng luôn. Ngồi lên lưng luôn. Ngồi lên lưng luôn. Ok, mở ra đi, mở ra đi. Một, hai, ba. Ba từ à? Lái xe máy, lái xe máy. Lái mô tô. Chạy mô tô. No. Đua mô tô. Chạy xe máy. No. Lái mô tô. Đủ mô tô. Đủ mô tô. Cái gì ta? Gì? Hai từ. Cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Đi mô tô. Lái xe. Lái mô tô. No. Lượn mô tô. Đua mô tô. Đua xe. Lướt. Đua xe. Lướt sóng. What? Lướt sóng. Chạy mô tô. No. Chạy đi, xe, đi chạy mô tô.
chạy xe. Danh từ, danh từ, danh từ, danh từ. Cắt mô tô, cắt mô tô. Danh từ. À, danh từ à? Xe mô tô, xe mô tô. Không có được nhắc nha mọi người, không có được nhắc nha. Xe mô tô đủ ba từ mà. Hai bạn này nhắc chứ em có nhắc gì đâu. Đúng rồi. Em tức quá. Thằng Tú nó cứ chỉ cái này thôi mà vẫn không hiểu.